anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình có một tin cực kỳ hot dành cho anh em, đó là shop game tập kích, hay còn gọi là shop game tk.com của Phúc Số Trai. Hiện tại đang bán một tài khoản giá chỉ 1.000 đồng. Đây là tài khoản 179 này. Anh em ấn vào hình ảnh để xem chi tiết về tài khoản này. Đó. Ui, mạng lag không load được ảnh anh em ạ. Săn ắc giá 1.000 đồng tại shop game tk.com. Chúc các bạn chơi game vui vẻ này. Mình phải mua ngay mới được. Mua ngay anh em ạ, mua ngay. Rồi. Mình khá là may mắn khi vừa vào mình đã nhận được một tài khoản giá chỉ có 1.000 đồng thôi. Thì đây là tên tài khoản này. Tên tài khoản 179 nha, tên tài khoản 1.000 đồng. Đây là 139 là cái tài khoản lúc trước. Đó, nó hiện lịch sử giao dịch cho anh em luôn. Đây, giá chỉ có 1.000 đồng thôi. Tên tài khoản là 01255583214 này. Mật khẩu là Phước Đại Ca 1. Đó, mình vừa mua lúc 12:35 rạng sáng, lúc khuya đấy. Tầm giờ này thì mình mới săn được cái ác ngon như thế này. Đó. Thì anh em xem qua cái tài khoản 1.000 đồng này. Thì mình sẽ tặng cái ác này cho bạn nào nhanh tay luôn. Anh em nhanh tay nhận được cái ác này. Đó. Thì ác này có cây súng Dragon ABKP level 7 luôn, rất là giá trị. Đó, có cây Dead level 5. Rồi AK47 Halloween level 7 này. Ngoài ra có cây ABKP huyền thoại kìa. Cây ấy thì các bạn khi các bạn tạo ác 3 ngày đầu các bạn nạp 10.000 đồng. Chỉ cần 10.000 đồng thôi, mỗi ngày 10.000 đồng. Nạp liên tiếp hoặc là không liên tiếp, nói chung là 3 ngày trong 5 ngày đầu tiên tạo ác thì sẽ được nhận cái đấy vĩnh viễn luôn. Đó, thì rất là may mắn khi mình là người nhanh tay vào nhận được luôn. Thì mình có nghe Phúc nói là hàng tháng ấy thì sẽ trong một cái ngày ngẫu nhiên và trong một cái giờ ngẫu nhiên, Phúc sẽ đăng bán một cái tài khoản nó cũng khá là giá trị như này, với giá chỉ có 1.000 đồng thôi. Mục đích là ủng hộ những anh em đã ghé qua shop ủng hộ Phúc, đó là shop tập kích tk.com. Đó, thì nếu như bạn nào mà yêu quý Phúc Sao Trai, trước là từng có theo dõi kênh Phúc Sao Trai, thì các bạn có thể ghé qua shop tập kích tk.com để ủng hộ cho Phúc nhé. Thì nếu như mà chung là Phúc mà bán được nhiều ắc thì sẽ thường xuyên tạo những cái event săn ắc 1k chỉ với giá có 1k thôi, để nhận được cái tài khoản khá là ngon mà với cái giá nó rất là rẻ như này, giá chỉ có 1.000 đồng thôi. Thì tài khoản và mật khẩu ở đây cho anh em xem lại này. Ở đâu nhỉ? Cái lịch sử, đây lịch sử tài khoản đã mua này. Đó. Đây thì cho anh em xem lại nhá, tài khoản 179 này. Tài khoản 139 thì đã có bạn lấy được rồi. Cái này thì mình đăng khá lâu rồi. Còn tài khoản mình vừa mua giá chỉ có 1.000 đồng, có cây ABKP Dragon level 7 này. Tên tài khoản và mật khẩu nhá. Các bạn thay đổi xong, các bạn thay đổi mật khẩu này, và các bạn thay đổi luôn cái số điện thoại. Thì cái số điện thoại bảo mật là cái số mặc định của shop, đó là số 01644520052. Và bây giờ thì mình sẽ vào thử cái ác mà mình vừa mới mua giá chỉ có 1k để xem nó có thật không nhá. Bây giờ mình sẽ vào cái tài khoản đã mua này. Đây, thì tài khoản đã mua, cái tài khoản ở thứ nhất này là tài khoản mình vừa mua với giá có 1.000 đồng thôi. Bây giờ mình sẽ vào thử gác này. Đây là tên tài khoản này, mình sẽ sao chép này. Sao chép, rồi. Thì tài khoản này bên server miền Bắc 1 anh em nhé. Rồi, tên đăng nhập này, mình dán vào. Tiếp theo là mật khẩu này, Phước Đại Ca 1. Anh em lưu ý là chữ viết hoa hay là viết thường cũng phải ghi đúng nhé. Rồi. Nhưng mà mình cứ sao chép cho chắc ăn. Anh em cứ sao chép mua ắc trên shop game tập tk.com, các bạn cứ sao chép hết như mình này là sẽ vào được thôi. Đó, được rồi. Nào để xem tài khoản 1k có đúng sự thật không nào. Rồi, tên nhân vật đúng như là Bình luôn, VIP 2 level 46. Và xem có đồ nào. Và mình cứ mất có đồ đây. Đó, có đồ một tài khoản 10k thôi, có cây 1k chứ. Có cây Dragon ABKP là 7 luôn này. Chưa có mảnh nào. Khẩu Death này. Khẩu AK47 Halloween này.
Rồi cây AVKP thuyền thoại đã được nâng lên level 6 rồi. Bạn nào về cày lên điểm cường hóa nâng được lên max cây này bắn nó rất là sướng đấy. Đó, ngoài ra có một số cây con trăng chung. Nói chung là tài khoản 1k thì không cần gì để nói nữa. Đã có cây Dragon AVKP rất là nhiều người thích rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ test thử, mình sẽ đi danh đi. Đi danh một trận với lại cái ác này, đi danh về ba cái cây súng mà đang hiếm nhất trong kho đồ này để thấy được cái sự sức mạnh của tài khoản 1k nó như thế nào. Ác này thì mới danh đồng đây anh em ạ, gần lên bạc rồi. Go go go. In the hole. In the hole. In the hole. Reloading. Reloading.
Thì ok, mình cũng đã vừa vào mình đã hốt ngay được cái ác 1.000 đồng và tặng cho anh em nhanh tay luôn. Thì ok, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết clip này. Và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và cũng như ghé qua shop gametk.com để ủng hộ Phúc Sáu Trai nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào anh em.